Đến thời điểm này, ngoài 3 bệnh nhân COVID-19 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến 3 bệnh nhân 2060, 2062 và 2063 ở thôn Từ Hồ, từ ngày 8 tháng 2 đến nay, toàn tỉnh rà soát được 204 trường hợp F1 tại các huyện Yên Mỹ, Khoai Châu, Văn Giang, Ân Thi, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đang cách ly tại cơ sở y tế 7 trường hợp F1, cách ly tập trung 178 F1, cách ly tại nhà 19 F1, gồm 18 trẻ em dưới 5 tuổi và 1 trường hợp nuôi con nhỏ. Kết quả xét nghiệm đến 14 giờ chiều ngày 13 tháng 2, có 195 trên 204 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân trên đều âm tính lần 1 và 29 trường hợp F1 ở huyện Khoai Châu âm tính lần 2. Toàn tỉnh cũng rà soát được 1.137 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. Toàn bộ các mẫu F2 lấy được cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Được biết, đến thời điểm này, 3 bệnh nhân 2060, 2062 và 2063 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và không có diễn biến phức tạp.